số 8 Wow. và là được vô đội banh của trường rồi đó nghe. Đang đi làm giờ phải chạy ra đây coi đáp anh trễ rồi. Oh, con gái mới có được chơi không nữa. Đội của pho là màu xanh, còn đội của khách thì màu trắng. Pho là mặc áo số 8, không thấy pho là đâu. Pho là mặc áo số 8, pho là ngồi ở ngoài dự bị. Đội của pho là vô được một trái rồi. Khán giả nhiều lắm á. Ủi pho là té rồi. Rồi tấn công lên. Đây là nghỉ mệt hiệp 2 rồi đó. Giờ chuẩn bị vô hiệp 2. Hết giờ. Tỷ số là 2 đều. Hiệp phụ thứ hai. Tỷ số giờ sau hai hiệp phụ nữa cũng vẫn là 2 đều. So they're gonna do a penalty shootout. Giờ phải đá lần lưu. Good job. Đội pho là thắng một trái. Giờ tới đội bên kia. Đây là lượt đá thứ hai, 1 điều rồi. Yeah, to retake it. Bị hư rồi, giờ đá lại. Yeah. Come on, trái này vô là thắng á. Come on, baby. Get it. Come on.
Trái này vô là thắng á. Ui, trọng tài già quá rồi. You can do it. No! Yeah! Đội màu xanh thắng rồi, đội của Paula thắng rồi. Hello con gái. Hôm nay chơi vui không? Yeah. Uh-huh. Wow, hôm nay đội con thắng rồi. Vui quá. Mệt không? Đúng rồi. Đi chơi, chờ vừa chụp hình với bạn kìa. Hả? Nó đẩy quá hả? Ở đây có ai phiên còn bị té không? Không. You doing pretty good out there. Đội được thắng nữa. Yeah. Vậy là vui rồi. Yeah. Đứa nào có đứa nào đi xe bus về, đội bên kia đi xe bus về. Bữa nay là game đầu tiên mà được thắng nữa là vui rồi phải không? Như con cũng không nhỏ đó, chơi bình thường. Ok, đi về.